Trong các nhà máy cung cấp nước sinh hoạt thì khâu cuối cùng của việc xử lý nước là khử trùng nước. Một trong các phương pháp khử trùng nước đang được sử dụng phổ biến nước ta là dùng clo. Lượng clo được bơm vào nước trong bể tiếp xúc theo tỷ lệ là 5 gram trên 1 mét khối. Nếu dân số Hà Nội tương ứng với 8 triệu thì mỗi người dùng là 200 lít nước trên một ngày, thì các nhà máy cần cung cấp nước sinh hoạt thì cần dùng bao nhiêu kg mỗi ngày để xử lý nước? Bạn nào xử lý cho thầy được câu này ạ? Tính tổng nước mỗi ngày rồi nhân rồi chia 1.000 nhân năm Để có thể là nha. đa số cả. Bây giờ 200 lít em đổ sang gì? 0,2 đi ha. Mấy khối? Ai kiến gì không đã? Cho nó khớp cái đề bên này này. Được chưa? Như vậy số lít mỗi ngày cần sử dụng là bao nhiêu, đúng không ạ? Số lít nước cần sử dụng trong một ngày thì chúng ta lấy số dân nhân cho số mét khối. Số nước. Số nước sử dụng trong một ngày. Được chưa? Thì chúng ta sẽ lấy 8 triệu dân. 8 tức là 10 mũ mấy em ơi? Triệu là 10 mũ 6 đúng không các bạn? Rồi nhân cho 0,2 thì bạn tính cho thầy bằng bao nhiêu mét khối? 1,6 nhân cho 10 mũ 6 mét khối đúng chưa? Rồi bạn nghe kỹ. 5 gram thì tương ứng với 1 mét khối đúng không em? 5 gram thì mình đổi sang kg luôn. Thì thằng này bằng 0,005 kg. Thì tương ứng với bao nhiêu? Cửa lò đúng không em? Thì tương ứng với bao nhiêu em ơi? Tương ứng với 1 mét khối nước. Các bạn có hiểu thầy nói không ạ? Như vậy đối với chừng này mét khối nước, người ta cho chúng ta là 1,6 nhân cho 10 mũ 6 mét khối nước. Thì thằng này mình cho nó là x kg đi. Từ đây em tính được khối lượng của x là xong. Từ đây mình tính x bằng cách lấy 1,6 nhân 10 mũ 6 chia cho 0,005. Đây bạn tính cho thầy bằng bao nhiêu ạ? Bao nhiêu em? 320 nhân 10 mũ 6. Như mình tính nhầm rồi đúng không ta? Nhân chứ, nhân 0,05 chia 1 chứ đúng không em? Nhân chéo mà, 1,6 nhân 10, đúng rồi, nhân 10 mũ 6 nhân 0,05 em ạ. 1,6 nhân 10 mũ 6 nhân cho 0,005. Để tính cho thầy bằng 8.000 ạ. 8.000 kg. Như vậy em thấy cái lượng clo dùng khá là nhiều đúng không? 8.000 ký tương ứng với 8 tấn. 8 tấn để làm sạch nước sinh hoạt và sử dụng cho 8 triệu dân ở một thành phố Hà Nội. Như vậy lượng clo chúng ta trong thực tế dùng khá là nhiều. Rồi, và đây theo thầy đánh giá, thầy đánh giá là một câu hỏi dễ. Mà muốn dễ được thì chúng ta phải hiểu cái đề. Cái mấu chốt của những cái bài toán này thì khẳng định bạn luôn, bạn chỉ cần hiểu được cái đơn vị là chủ yếu. Sau đó chúng ta cứ bám vào cái chuẩn làm ta làm, rất là dễ.